yo, 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 ha. Welcome ladies and gentlemen, yeah. Xin kính chào quý vị, một ngày vui tươi hạnh phúc bên trên chiếc kinh âm nhạc của một đời cũ rất mới và một giai điệu rất dancer. La 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 la. Thank you everybody. Và rồi chiếc mic tinh lòng cho tâm hồn được thoải mái, vậy nói là tự do của người mà thương nhất. Và phải chắc với tôi rằng bạn là người Việt Nam và bạn yêu nhạc Việt Nam, những con người Việt Nam cũng như mà tỏa sáng. Xưa nay sao lạnh lùng, thương những em vô cùng. Ngày em ra đi, sao không từ giã. Nghe coi giống mẹ, mẹ thương con. Nghe coi giống ba, à nhà ta. Cùng em buồn nhau, ai à giống như nhau đắng. Đúng ta có nhau, xưa yêu lắm sao lâu. Cháu lần ba. Chưa đụng môn nhậu đấy bạn ơi. Chưa mà. Bút ra hát bài ca. Thôi để chơi, để tay này, để tay này. Đâu, để tay đi mà, nấu nhậu mà, để tay đi. Ơi sao ta rồi anh mua chưa ơi đang ngủ hả? Em đi Vũ rồi, đang trên đường đi nè. Trời anh bận quá, ba đây anh bận quá, thôi để anh đang làm chuyện quanh đi chứ khi khác thiếu gì dễ. Ừ, anh cũng muốn gọi là trên đường nữa, trên em rồi con anh cũng đi nhà thương thứ đó. Cho nên không, bữa có ghé lên trên em dẫn đi ăn vậy thôi. Thấy anh lưu bu quá, hai đứa thôi để kịp khác đi thiếu gì dịp. Bữa nay chào nha. Rồi cảm ơn Trinh nha. Ba Trinh ơi, bữa nào rảnh nói chuyện chơi nha. Rồi ba Trinh. Để lại sau lưng bao nhiêu nhớ. Vì tình yêu em đã biết trong mỗi trái tim chỉ cần một người. Suốt đời này lời em nói mãi mãi tôi không bao giờ tha thứ. Em đi xưa đừng bao giờ em hứa sẽ yêu trọn đời. Để giờ đây em đâu cần hối tiếc khi đã yêu. Ngày xưa khi gặp nhau tiếng yêu thiết tha đã trao lời. Dù cho không còn đi cũng đừng nên oán trách. Ờ đúng đây, bye bye nha, em đang đi ra bên giường nè. Đắng cay với câu nói vô tình. 9 giờ bay, 7 giờ mới vô trong. Chớ mong đôi tay tôi làm gì. Dạ. Vậy hả? Xét nghiệm ra chưa? Âm tính, good. Rồi, ok hết rồi ha. Vui vẻ. Người lớn không ai bị hết không? Chẳng rồi. Đúng rồi. Dắp, bảy giờ vô. Rồi. Không, không, chỉ qua má đưa đi thôi. Rồi, nghe nói má chính ở ngoài đó. Rồi nha, ok ha. Rồi, xua. Ok, ba nha. Cái gì? Cái nông cam.
rằng có em về. Bố đi đâu đây? Nào ngờ em đang sớm nhất rồi cha. Những năm xa nhất say ân tình. Giờ có hai chữ ốm. Giờ có hai chữ ốm. Xíu mà dám xíu cho tôi hả? Ồ, thằng này bỏ nó vô vali vừa đó nha. Lát bỏ vô vali được đó. Bỏ bút vô vali nha. Đem về Úc. Đẩy về Úc luôn. Đúng mà phải không? Đem. Đi Úc qua chuyên nghiệp rồi, lát bỏ vô vali nha. Ây à, bữa qua nhớ ẩm đưa tắm cắn tôi phải không ta? Hả? Tắm chú hai cái nào tắm chú hai với ta lên cho nên tắm không chú hả? Dạ chạy ra chụp kéo vô lần đầu tiên mà ba lần luôn chạy ra chụp kéo vô liền rồi mà gọi đầu á gọi luôn gọi đầu đứng cái vô đứng gọi đầu luôn xịt nước đầu luôn chạy ba mươi con kem con có cách lắm con cũng có xuống nhưng mà ít thôi nó chỉ là sâu thôi chút kéo gọi anh lần thứ hai không nó biết thơm và lần thứ hai thì ok đậu cũng sợ luôn chạy ra thì vô năm kéo rồi vừa thấy ra tốc độ ra quảng hồn rồi chạy ra thôi không con tắm kéo vô xịt nước lên gắn là chạy ra nữa nhưng mà kéo vô là luôn trên đầu thôi càng hơi chậm. Ngày hôm qua ta vẫn yêu thì thôi anh nhé không còn